Ta làm câu có mã số là 758. Câu này thuộc về chuỗi phản ứng của oxit và axit. Phương trình đầu tiên. Từ Ca chúng ta tạo thành CaO. Thì canxi chúng ta sẽ đi tác dụng với oxy. Phương này cần có nhiệt độ để đun nóng để tạo thành CaO. Cân bằng. Bên này 2 oxy, bên đây 1 oxy đặt 2. 2 canxi đủ. Phương trình số 2. Từ CaO là oxit bazơ tan, chúng ta sẽ đi tác dụng với nước để tạo thành bazơ tan tương ứng là CaOH2 lần. Đây, chúng ta có này, oxit bazơ tan cộng cho nước để tạo thành bazơ tan tương ứng. Cái phương trình số 3. Phương trình số 3. Từ CaOH2 lần chúng ta tạo thành CaCl2. CaOH2 lần là bazơ. Bazơ chúng ta sẽ đi tác dụng với chất nào để chúng ta tạo ra muối? Đây là bazơ này, đây là axit này. Barasin phản ứng với, xin lỗi, đây là muối nha. Barasin sẽ phản ứng với anh để tạo ra mỹ, được chưa? Tức là bazơ tác dụng với axit để tạo ra muối. Axit ở đây có chứa clo là HCl. Như vậy đây chúng ta sẽ cộng cho H2O. Cân bằng. Bên này chúng ta có hai bazơ, thì đây một axit thì đặt hai axit. Hai axit hai bazơ hai nước đủ. Cái thứ tư là từ CaO em cộng gì để tạo ra CaCO3? CaO thì em sẽ đi tác dụng với CO2. Vì sao vậy? Đây này, đây là oxit bazơ tan. Đây là oxit axit. Oxit bazơ tan kết hợp với oxit axit để tạo thành muối tương ứng CaCO3. Đây là muối. Cái phương trình cuối cùng là phương trình 5. Phương trình 5. Từ CaCO3 chúng ta tạo thành CaO. CaCO3 của chúng ta là thành phần chính của đá vôi. Thì chúng ta lấy đá vôi chúng ta đem nung thì tạo thành CaO cộng cho CO2. Được chưa?